Kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, kênh Học của Tứ Online sẽ gửi tới các bạn một ván cờ hay đỉnh cao của danh thủ vương thứ nhất. Đây là ván đấu online đánh trên Thiên Thiên Thần Kỳ trong ngày 28 tháng 4 năm 2024. Một ván cờ mà vương sẽ cầm bên đen. Kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ Chứ Chứ将军吃
吃 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 将军 将军。 Và tiếp theo là phần cờ cho bình xe qua lộ 6 để bắt xe. Sau hình cờ trên thì bên đỏ đã phải buông cờ xin thua trong bối cảnh đó. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.